Chào cả nhà à, chú Vũ ở quê hương mình ở Cà Mau có gửi lên một số cá thò lòi cho trong tem được ăn và thưởng thức. Vậy tất cả trong tem tôi xin thay mặt cảm ơn chú Vũ nha. Chú có đôi lời, tôi có đôi lời gửi lời thăm chú có nhiều sức khỏe, gia đình nhiều hạnh phúc. Rồi đang mình khui hàng mình cũng xin chào cả nhà luôn. Thì anh Vũ á, hiện tại thì anh đang ở bên Úc, nhưng gia đình của anh thì ở Cà Mau. Anh có xem góc làng quê, vợ yêu mến góc làng quê. Rồi anh Vũ mới nhờ người nhà ở Cà Mau mua gỡ cho góc làng quê mới cá thò lòi. Rồi. Ồ vậy là nó có mới chết mới sống. Chết à. Ủa có mấy con chết nữa kìa. Chết là mình nướng muối ớt. Nướng muối ớt sống thì mình làm món gì hay. Cá bành kỳ luôn ha. Cá mà mọi bự cỡ này. Cá đó mày giữ cho. Cái thò lòi nữa nè. Thò lòi. Thò lòi mà nó phải lòi ra phải không? Sao con mắt nó kỳ hết cha? Nó bắn nó là vậy đó. Rồi mà bắn nó phải lòi con mắt ra. Lòi ra nè. Hai cái bơi đó nó chạy mình gõ không kịp á. Xé tiền á. Hai cái bơi nó cũng như cái giò ha bác hai. Cái bán giò nè. Hai cái bơi này. Hai mắt nó đứng chùm luôn. Nó lòi nó lắp bỏ tới bốn cái đặng. Ở dưới hai cái nữa kìa. Cái này là cái đâu có. Cái này bơi mới giữ nè. Ô. Con anh. Ừ, nó mập ra bự. Ở dưới nữa nè. Bây giờ những con sống thì mình sẽ nấu mẻ. Mình lựa sống ra mình để nấu mẻ đi ha. Còn cái chết thì mình làm. Lấy đồ lựa ra. Dạ thì mình ốp muối ớt mình nướng. Ra coi bưng nhiều quá cả nhà ơi. Cái thùng này chắc trên 3 kg á. Nó chạy nhiều ơi. Nó chạy sao á. Bắt cái chết ra đi. Mấy cái chết chạy sống lên thùng rồi. Mình lựa ra cả nhà. Cá này bác hai có ăn lần nào chưa bác hai? Cái này thấy chứ có chưa ăn cái này đi. Con cũng thấy thôi chứ chưa có ăn lần nào luôn. Ó chạy yếu rồi, yếu rồi, phóng bác hai ơi, cái này phóng chứ đâu phải chạy. Rồi rồi nó cũng còn gãy lắm. Bác hai đang thử coi nó bơi bằng hai cái. Ồ vậy là nó hai cái quay hai bên đó bác hai ơi. Bơi bằng hai cái này nè. Nó nhảy bằng hai cái này dưới cái đuôi nữa, cái đuôi nó cong lên, nó đẩy mạnh lên á. Vậy nó không không? Ừ. Cả hai cái này nó bơi tới. Bơi hai. Ừ. Chú xong. Chú xong. Chú xong là lội nhanh lắm à. Chú xong là làm không kịp nữa đâu. Rồi giờ bắt đầu mình tiến hành mình mặn nữa nha. Đâu con nói cùng mắt đâu. Dạ. Hái đâu? Chỗ cái bưởi, cái mít đó chứ. Mặn hết luôn hả? Hết luôn đi anh Trúc à. Con à. Muối vô con mẻ. Nhìn con mẻ. Đây mình sắc ba cái mắt chuối luôn. Cái tô của mày. Cái nào chịu khó bắt nước nhổ lông nào không. Đi mua đồ nấu nào xấu xấu sắc xả với nào vừa. Cứ nào không ưa đi gian chỗ khác, nó làm một lát chấm lại mà ăn. Chớ đừng lăn xăng người ta đồng tiếu. Còn đóng thò lòi ăn hoài không hết. Đây là cái phần cá thò lòi mình để chuẩn bị để mình ốp nướng muối ớt. Còn cá thì mình nhúng mẻ thì mình ngâm nước muối chút xíu. Ba bắp chuối là làm hai dĩa luôn á. À, cái phần này cá nhúng mẻ nè. Hết sức ngon. Chắc là con nghĩ cái con mắt nó lòi ra như vậy cho nên nó mới có cái tên là cá thòi lòi đúng không ha. Chạy người ta nói trên mặt nước chạy không? Mà nhảy mà chạy không kịp đó. Trên mặt nước không á bác hai. Để gì bắt nó được nghe. Ừ. Nó mà xúc ra rồi sao bắt. Chạy không kịp. Cái này thì nếu mà mình biết nó được mình lấy lưỡi câu nhấp chắc nó ăn chân gì vẫn ốc nhấp màu trùng. Thấy là cầm câu với ta làm xài dư. Làm bẫy bắt nó. Bẫy.
nó cũng ở ở trong hang không á, hang ở giữa trong hang. Hang nó sâu lắm. Thì hồi đó tôi có đi Kiên Giang ý đi Kiên Giang. Nghĩa là nó chạy cặp mé biển á. Trời ơi. Chạy ngược theo không kịp. Cà chớp. Mấy con cá này là thường nó trong cái vườn nước là nhiều á. Mấy cá bự, còn ở ngoài sông không có cá bự. Con lịch con lịch nước ngọt mình với lịch lịch biển hay là con thứ một quá hay con lịch đó khác nước ngọt với con lịch ở biển khác. Hỏi thêm chút thấy nó cũng giống ở biển vậy chứ ong cũng có nè nha, rắn cũng có nha, rắn biển nha, ong nha, trên bờ có gì với nước có ấy. Giờ mình ốp mình ốp cái món muối ớt trước đi anh cho nó thấm đó. Nướng vô hay lòng không? Dạ. Để vô nấu cơm mẻ. Để cái chảo á bác hai. Chảo ha. Dạ. Giờ mình thử tỏi phải không? Tỏi xả. Tỏi xả. Ớt. Thử. Chân thơm. Ừ có hai cái thơm còn. Mình ướp sạch tế cả nhà ơi. Mặn cà nướng. Ngọt vô cả nhà ơi. Ủa sao hai ba bắp mà mình lột ra bỏ hết cái đó hết hai bắp bên kìa. Mấy này nữa. Dạ. Dạ. Mấy cái non tầm thôi. Vô. À, tỏi vậy hả? Tỏi cho vô luôn. Cái này là cái phần ớt là ớt bột là cái quan trọng nhất của cái món này. Vì mình nướng muối ớt là phải có ớt. Sẽ nãy giờ mình chưa để muối đó bác hai. Chưa. Muối nó mới ngon. Mắm đây. Giờ muối vô. Bị sả tế nó có mặn rồi. Muối ít thôi. Cho ớt vô luôn mình trộn cái mọc luôn bác hai. Đó kìa cái hũ ớt bột bên đây là bác hai. Hũ đỏ đỏ đó. Đây, ớt xay nhuyễn. Đây là ớt xay nhuyễn. Ớt này không biết cay dữ hơn ớt mình không biết á. Ớt cay không anh kìa. Ớt này cay cũng tiệm lắm á, không phải giỡn đâu. Ớt này thường thường là mình ăn mì khiêu cay, mình ăn mì cay là cấp độ đó phải không? Cấp độ rồi để nó vô đó. Cấp độ 3, độ 7 hả? Thêm miếng nữa đó bác hai ơi, con thấy còn hơi ít quá à. Được rồi, tới mà thấy nó đỏ lòm là hết ăn á. Làm phải vừa ăn chứ nhiều quá rồi. Mình nướng muối ớt là phải cho cay mà bác hai. Cay mà. Tới mà thấy đỏ lòm là nghỉ ăn luôn á. Nè. Thằng bỏ hết trơn cả nhà. Thì thằng em là mình nướng á cả nhà. Lại cả lên. Quá đỏ luôn. Tới quá nhiều. Ớt á, cái ớt bột của mình á. Con nữa đi. Thằng này chút xíu nữa mình để vô thêm quá. Cho dầu vô cả nhà ơi. Rồi, cho tỏi vô. Cái tỏi cả nhà ơi. Chiều nay cái bắt đầu chuẩn bị chuyển mưa nữa rồi. Chắc chiều mưa cái chắc. Tới cả. Mới làm coi như con bốc cái mùi thơm nữa đó bác hai. Ừ. Tôi phải làm cho nó có mùi thơm mới chịu. Thơm mới chịu hả? Thơm là không có chịu. Cho nó giờ vô cả nhà ơi.
Rồi giờ cho cơm mẻ vô cả nhà ơi. Rực cơm mẻ. Rực cơm mẻ, nước. Nó ra cái màu liền. Có cơm mẻ là cái màu nước nó đục lại liền ha. Chúng này mình để bắp chuối vô còn đục nữa không đục nữa. Cắt luôn đi. Những gốc này gấp cá ra mà dĩa. Hai dĩa. Sắc cà gió để vô cái nào lẩu. Phải không? Mấy cây xài cái lá nó khô nó lụng xuống. Tô này chắc cũng chua dữ rồi nghe bác hai. Chua là cao đen biết. Giờ anh cho cà gió vô luôn. Cái thao này chưa rửa hả? Bữa nay gió hiu hiu mát anh kìa. Quá mát. Ở quê là gì đó, quê có bóng cây bóng này nó mát mẻ. Có bữa cũng nắng lắm anh ơi. Chứ không phải bữa nào cũng mát. Có nắng, có mưa. Có bữa trời mưa đi ra khỏi nhà không được luôn. Ôi nhìn thấy thèm quá. Chín rồi hả? Chín rồi, chú Năm ơi. Mình còn nướng thêm mẻ nữa mới còn hết. Nướng thêm nữa. Nướng thêm mẻ nữa đây. Ừ, thơm quá. Đang cho nướng rồi. Con này chưa chín gì ta. Cái này làm đế. Thấy ngon. Đế. Giờ cá mình nướng cũng chín rồi nè. Đã chín rồi cả nhà ơi. Xin chào ông bà cô chú. Con chào ông bà chú. Ôi mình đang bữa nay giỏi quá, chắc có mấy con cá này ngon quá nè, bởi giỏi đột sức nè, khỏi kêu cũng chào nữa. Chào, sớm chào. Thèm quá cả nhà ơi, cá này hồi nãy ăn thử con nó ngon quá, giờ ra canh chờ nào chín nè. Rồi, bữa nay chưa cho mình đăng nó nghe. Ăn giỏi ngoan. Ăn cá ngon. Ngon đang quá ngoan rồi. Con ăn nữa không? Rồi, cũng chín hết trơn rồi cả nhà ơi. Trời mà nãy giờ trời nướng cá cái nồi nước mẻ của mình đó, nó hơi nguội vậy. Rồi mình chào cả nhà cái bác Năm ơi. Chào cả nhà. Bị chiều mất đi cúng giỗ hôm chiều người cô ruột rồi lên hơi muộn cũng cả nhà thông cảm nha. Bác Năm làm chén muối ớt hay gì bác Năm? Chén muối ớt tặng dạ. Lát nữa mình chấm nè. Rồi, mình múc nước mẻ hồi nãy mà nấu cả nhà ơi. Mình đưa sang qua cái cù lao. Để bớt vô lại nha. Rồi. Thấy mình múc rồi mình nóng rồi, nóng. Cái này mình dùng cái bếp ga nhưng mà gió. Thôi mình dùng cái cù lao cho nó ấm. Rồi mình chấm mồi vô từ từ đi. Hết cái mình ra mình múc. Rồi, ba đứa con gái mình xử trước. À. Ôi ôi, ngon dữ à. Chạy miếng gấp ăn. Ăn bỏ vô cho nó nóng. Sâu rồi cả nhà ơi. Chú nhận cho cá vô. Cho cá vô trước thì cá vô trước thì bắt chú sau đi. Nhưng mà bắt cháu của mình đi bắt ếch đó. Hồi sáng nay cũng mắt cũng hơi hiếp mi hả? Hiếp mi hả bác hả? Hiếp mi, buồn ngủ luôn đó con ơi. Giò cẳng nó quể quại hả? Lâu lâu đi lần là. Lâu đi bữa sao nói, cho, nói chung là cũng có mấy đứa cháu từ mà ở Tiền Giang lên đây. Rồi ta cũng đi bắt ếch mà không lẽ mình không thức một đêm nổi sao con. Cũng phải gán mình đi bắt hai hai. Với anh em dạ. Đồ. Bác Năm đổ cái chén ấy đó vô bác Năm. Cho thơm, cho bánh chua. Mình hợp tác với mấy cháu nó Tiền Giang. Mình người địa phương hướng dẫn người khác ở phương xa lại ha. Rồi anh biết không, người ta cũng đâu có biết là cái chỗ này là chỗ
nào mà là lúa đã cắt rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Mình biết cái địa bàn chỗ nào có ếch kêu, mình hướng dẫn em cháu nó đi bắt. Cái bắp chuối chú mình để sao hay sao bắt sao bắt hai? Chúng nữa cái mình nhúng cái đầu nặng cái đó. Dạ. Nhúng cái đầu nặng cái đó. Dạ chờ mình đậy nắp lên không có hai. Cái nắp đâu đậy lại cái. Chờ chút xíu nó chín rồi đồ là mình có thể dùng được rồi. Thì hôm nay mình sẽ dùng với một khoảng đi chút bún với gạo. Gạo đó mình ăn với canh nướng. Chờ anh Kiệt lấy mấy cái ly để mình rót rượu. Rồi đó, em về mà dưới Tiền Giang hay là đi Cù Lao Dung là xuống với con công tư là toàn bộ là hai anh em là đi bắt cá lóc. Cái mở tư rồi bỏ mấy là nấu mà nấu mẻ nè rồi mình ăn ngon lắm, nó hay chú cái đồ không nó gì chứ nó nhanh lắm nghe. Nó nhanh dữ lắm, nó lại lại gì chứ nó nhanh trời ơi chạy có kịp nó không được coi chú. Nặng thun hình như mình bắn lên nó còn muốn né được luôn á, né được Bắc Nam nó lẹ vậy đó. Nó như con gắn mối mình vậy đó, hay lắm. Hai con mắt nó ở trên nó nhìn rõ lắm. Hai cái bờ là nó thiệt á, em chờ nó xuống hang là dễ bắt nó nhảy nữa nghe. Nhưng mà hang sâu lắm trời, thấy gì con chua ăn nó lắm. Hai bờ nó lại tới lại mới vậy nè. Nhất luôn vậy đó. Mà nó nhảy nữa, hồi nãy nó nhảy nữa thả ra mấy con chơi như tép luôn á. Nhanh lắm. Nó nhảy ra như mấy con gì, mấy con hải cẩu biển á. Nó giống vậy nó lại tới. Đi sập xuống, soi chứ. Rồi, dở đi bỏ chuối vô được. Dở chưa? Có màu chín. Này chắc chín đó. Mỏng lắm đó dựng ngốc cô. Soi rồi. Cá này nó mau chín hơn mấy cái loại cá ở đồng mình. Cho bắp chuối vô đi. Cho bắp chuối vô. Rồi mình cho ớt vô. Ớt nhấp cho mình. Để về trái vô đi. Ớt nhiều rồi, thôi đi. Múc nước mình quậy hai chén muối ớt vậy không? Nè nè. Có. Có muối ớt mình. Anh đo mấy trái ớt gì dùng ớt. Cái nào? Chén đó kìa. Ta về hai trái rồi. Cái con cá kèo làm cái món này cũng ngon lắm đó bác hai. Nhưng mà cá kèo thì con phải để lửa là nóng hoài. Nó là nóng trực tiếp nè. Trực tiếp nè. Giờ cá chiên mình đã xong rồi. Còn cá này bây giờ mình thưởng thức cá nướng chứ. Cá nướng chứ. Lộn. Nướng. À, cá nướng mình xong rồi. Mình thưởng thức cá nướng trước đi. Không rót một ly chứ không có hả? Có rồi. Bây giờ cũng mời cả nhà bên nội bên ngoài. Cũng chung vui thưởng thức với anh em bác cháu thôi nha. Rồi vậy mời cầm đũa vô với anh Năm. Thôi bây giờ mình làm mồi trước đi anh ơi, thưởng thức cái cũng như vậy nè. Ông anh ổng gỡ gì ổng tặng cho cái góc làng quê mình coi. Con cá này ăn coi. Tấm nhiều nhiều đi. Mời chú ở phương xa có gửi nha. Mời dùng với anh em bác cháu thôi nha. Xin mời mời cả nhà. Quán mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Xin mời chú dùng luôn với mấy cháu luôn chú ơi. Xin mời cả nhà. Dạ. Thấy sao bác Nam? Ngon thịt chắc quá. Dẻ hả bác Nam? Thịt chắc dẻ lắm. Còn có xương hôm xương gì hết. Có xương sống không à. Đúng rồi. Vậy món này trúng tủ bác hai hả? Nhưng mà cũng nói với anh em hen, cũng nói thật với cả nhà. Thì cuộc đời năm nay cũng là năm 60 năm rồi. Nha con. Mới lần đầu tiên ăn được con mà cá thò lòi. Đây ông ơi. Thấy thì thấy rất nhiều nhưng mà ăn thì mới được ăn lần đầu tiên. Ngon quá cả nhà ơi. Đây. Đây. Mời tất cả nhắm rượu với mình. Đúng rồi. Vô. Này mình chơi cho thoải mái vui vẻ không bữa ra vui vẻ mát mẻ cho thân thể được có gà đúng rồi ơi mà rẻ là anh ăn cái vô là ngon mình có rẻ là bác hai thử món này nghe bác hai
chậm rồi. Mời cả nhà. Nó ăn bắp chuối không mà nó ngon rồi bác hai. Thử một cá coi. Cá chín rồi, cá chín mềm hết trơn rồi. Đó, bụng hết trơn. Hồi thịnh trắng tươi. Chấm như mùi ớt. Mời cả nhà. Cá nhúng cơm mẻ, chấm mùi ớt. Quá béo rồi. Béo không? Béo. Mời cả nhà. Cái đầu quá là béo rồi. Cái thịt nó quá tràn thịt luôn á. Sao mà ngon dữ vậy nè. Cái này không ngon dữ mà nó ngon lành. Ngon lành. Nó lộn. Ngon lành. Mời cả nhà nha. Tôi nãy giờ thì tôi đang ngậm nghiệm để mà tôi thưởng thức cái hương vị của nó. Rồi. Cái hương vị rất là nó đặc biệt. Kể như là nói chung là từ hồi đó giờ mới biết được cái hương vị này lần đầu tiên. Mình có xem tivi, mình cũng thấy người ta chế biến ăn này, chứ đúng. Mình chưa có thực tế, mình trải nghiệm mình ăn. Có thấy con thò lòi nó còn sống, còn đang nhảy luôn, rồi có thấy số bà con người ta đi săn bắt nó luôn, về làm ẩm thực để ăn, nhưng mà người ta ăn chứ mình không có ăn. Chưa ăn lần nào, mới lần này lần thứ nhất nè. Vì ngon quá, vòng 1. Mời bác hai vô vòng 2 luôn. Vô vòng 2. Vô vòng 2. Ly cho chừng hút, này chan bún lùa vô thôi. Chan bún là ba chế bùa chẻ. Dùng hút bây. Chan bún ăn được sao? Có ăn được cho thử miếng nha. Trước làm theo à. Mình còn có cái gỗ rau sống nữa đó. Với đập cốc. Càng cua, nhái. Rồi rau cắt cá luôn đó con. Coi mình để, mình dẹp qua bên, mình để thêm vài con vô á anh Trúc. Để hồi mình chờ nó chín. Chăn bún chắc ngon, Dương Út cũng húp nghe rồi. Không kéo nghe rồi. Ồ, cái đầu con cá đó chắc béo dữ lắm anh Trúc ơi. Cá này bự. Có lý vậy? Có lý, có lý. Cá bự nó ngon hơn cá nhỏ phải không anh Trúc? Ừ, cá bự nó phải ngon hơn rồi. Sao kỳ ta? Bự ngon hơn rồi. Này chăm miếng nước đi. Rồi thêm miếng nước vô. Quá. Chấm vô đây một cái. Rồi, út vô cái. Thì cũng mau chín mới đây mà mình cái đầu nó mới mấy chân ha vô. Mềm ộp. Thịt nó mềm lắm con ơi. Mềm. Thịt tự tựa như cá bóng tượng mình. Cá bóng tượng mình thì cái thịt nó cũng cái sớ như vậy nhưng mà thấy cái chớn nó không có chắc, nó không dẻ bằng không, anh. Không dẻ bằng cái này nhưng mà chút. Rồi đồng đồng cho một táo ha. Đồng cho một táo. Đó cạn rồi mình chăm thêm cả nhà ơi. Mạnh tay chút. Chăm đi chăm. Ừ, chút mạnh luôn đi. Ừ. Cháy đỏ gợt cái chân bác hai. Cùng đó nó ấm. Vị cá nướng của mình. Trên miệng cái đầm nó rút lên đi như ống khói vậy đó. Nó rút lên hoài vậy đó. Rồi lửa nó đỏ hoài vậy đó. Mở vô vòng 1. Vòng 2. Vòng 1. Tới chiều tới cũng có hai vòng. Đó. Đó anh Trúc bộ phái cá nướng cá nướng chua thơm, cả nhà. Thơm ngọt. Cốc. Mời cả nhà. Đồng cốc. Cốc. Này là cốc có cái vị chua chua. Chua. Nặng với cá nướng này cũng số 1 luôn. Cá lóc nướng cũng ngon. Xúc ra chân luôn rồi. Nhà thí. Cái nào nó nát thì nát, không nát cậy nó. Nát vô luôn. Đưa vô luôn hả? À. Xúc luôn hả? À. Xúc luôn hả? À. Đi chấm cho. Vô đó. Đâu giờ đấy. Cho nó quào cái cổ cho nó hết hon coi. Vô đó rồi cái dạ dày nó làm việc hơi rồi cũng thằng nào như mấy à. Ngon quá là ngon. Ngay chúng mình rồi dựng cái máy xuống đây thấy như thèm dữ rồi hả? Anh là gì? Thèm lắm. Không, cái ngày của em là cái ngày nhìn miệng. Nói cho dựng máy xuống đây làm sương sương chút đây. Mà nói chung nó thì không có bự như vậy. Nó nhỏ nhỏ nhỏ. Thì lớn vậy là nó nhiều dữ lắm anh ơi. Chạy khẹt khẹt khẹt. Nhưng mà chú nói cái đó là hồi thời nào? Bây giờ hiện tại bây giờ cũng có luôn. Nó chạy trên mặt nước không á, nó chạy mặt nước sạch sạch trên mặt nước vậy á. Nó đi trên bãi bồi. Dạ. Nhất là nó ở theo bãi bồi nhiều. Thì mình thấy trên tivi đó. Mấy cái bãi cát á.
Bà Thanh lên ăn luôn nè con. Vô ăn luôn nè. Vô ăn luôn nè, bà Thanh có bún nè. Con xin chào cô chú. Nãy giờ đi Thanh lại dùng cho biết cá. Thay nước lương hả? Mời con chú. Nhắc mới nhớ lương của chú bữa nay nó cũng hơi lâu mà chưa thay nước. Đi tối ngày. Con vô cái coi gì ăn gì đi. Cầm nguyên con mà cắn. Ừ, nguyên con nó ngon quá hay. À, ở dưới đuôi mình cắn lên lại. Ngon. Thế thì sao bác hai? Ừ, quá ngon rồi. Ngon rồi, không thể diễn tả nổi. Vô bác ơi nha. Vô bác Năm ơi. Vô chú Năm, Năm ơi. Món này là mình không thể thiếu rượu á. Ông này Nam, ông này Nam nó hai ông mờ bù. Thấy sao ăn rồi, thấy sao ngon. Chín rồi. Nó mềm mập hết rồi. Nó mập bác hai ơi, bác hai mời bác hai. Bác hai ô cay quá, bác hai ô cay hả? Nó có cài nóng mà tỉnh. Đưa vô chén muối ớt nó ngon sao đâu. Mẻ rồi. Nhảy rồi. Nhảy rồi. Chào mừng cái giá coi không kìa. Cho chín đi cho mình ăn. Mình còn mấy nữa. Còn nhiều lắm anh. Nồi mà. Không mời cả nhà dùng cách thôi loại rút lên rút lên mình nóng mẻ. Ừ nó tốt chín nó mềm. Em rút ra. Nó lên liền thấy không? Hay quá. Mình cá nằm ở đáy nó quá lâu. Vô gì nè. Quá đã. Thôi vô anh em ơi, mời. Vô anh em ơi. Vô. Vô nè. Cái đầu vô bác hai. Dài dữ bác hai. Mình dài dẻ dữ. Vô. Vô ngon mời bác hai. Rồi cảm ơn có chú Năm luôn. Ta mời gì hốt vô liền để ngủ nó rồi. Hốt rồi đó, hốt hình hết rồi đó mà còn nhiêu á. Để mình ngủ. Hai gai thôi bác hai. Giờ nãy giờ anh em mình cũng ăn đã xong rồi. Cái món quà của cháu gửi về cho mình. Thiệt tình làm hai món nó ngon quá Năm với anh hai ơi. Ngon, ngon. Những món quà ý nghĩa này của cháu Vũ ha. Gửi lên đây cho anh em mình thưởng thức những cái món lạ lạ của cái gốc làng quê hôm nay mới được thưởng thức. Vậy trong cái những cái tem anh em cháu tôi hết sức là hân hoan những cái tình nghĩa cao đẹp này, xin ghi nhận những cái tấm lòng tốt chiếu cố của em cháu. Đến đây cũng thời gian có giới hạn, đây cũng tạm dừng nha. Thì mình cũng chào các tan cái cho các nhà. Trước khi kết thúc mình cũng có lời là cũng xin chân thành cảm ơn anh Vũ và gia đình anh đã gửi món quà cho gốc làng quê để có một cái buổi tiệc vừa ngon miệng mà được thưởng thức cái con cá mà từ trước tới giờ chưa bao giờ mà mình được ăn á. Nó ngon mà nó lạ làm sao á. Cũng cảm ơn anh rất là nhiều.